Quay đi, bà nói chuyện với con mắm đấy rồi. Khoan, mấy con chuẩn bị tinh thần. Giờ có mấy con câu hỏi nhìn kỹ. Đó, thấy vui không? Đó, chạy xe đạp điện lên dốc, lên bậc thềm, té cái đùi, chạy đường một đống luôn. Chưa mà, bà chưa có làm gì hết à. Gì vậy? Gì vậy khen đó? Rồi. Cố cào mạnh nha. Sắc trùng con ơi. Đừng có đèo. Kêu em thơ, em tâm mị quá coi chị ha. Rồi, để ba chích thuốc vào vàng vô nữa nè. Dạ, ba sắp này sắp kia liền. Để cho nó khô lại đi. Đó. Lấy ghê quá à. Đó, đi ha, cắt nghĩa đủ thứ ha. Té nhẹ nhẹ chị. Đó, rồi có rút kinh nghiệm được không? Đó, rồi. Nó xích cái thuốc không. Vô, quay hai mắt không thấy đường gì hết. Đó, thấy ghê không? Đó, mày chạy ngoài da mà mẹ. Ờ, da, một đống mỡ luôn á. Đó, một đống mỡ ghê. Mày mỡ chứ làm cái gì? Hôm nay ngày 15 tháng 1, 2022 nha. Chị con nghe cái mùi cô xì vậy? Đó, sinh ba đi chơi. Bạn không mà về đi dưới phơn. Rồi lấy xe đạp điện chạy té cái đùng rồi sao rồi kết thúc thì mình đi rồi bấm kìm ta bị mà còn vui quá ha à, bấm kìm đó đó bấm kìm đó đó thấy không xe đi rồi bye bye đi đi cốt nữa là cốt cho khác rồi 5 phút 3 xin phút kia nữa.